Một đoạn phim dài hơn 3 phút ghi lại cảnh tại một gia đình ở xã Châu Pha, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu bị nhóm người hung hãn đánh dã man vào tối ngày 3 tháng 3 năm 2022 đang khiến dư luận xôn xao. Ngày 6 tháng 3 năm 2022, Công an thị xã Phú Mỹ đã mời làm việc 4 người liên quan đến vụ việc. Cũng thời điểm này, phóng viên Báo Thanh Niên đã có mặt tại hiện trường. Vụ việc xảy ra tại nhà ông Trịnh Ngọc Khanh ở xã Châu Pha. Khoảng 21 giờ ngày 3 tháng 3, ông Khanh gọi điện cho Sang nói chuyện thì hai bên xảy ra mâu thuẫn. Sau đó ông Sang kéo đàn em đến nói chuyện. Tại đây, nhóm của Sang còn tấn công hai người có mặt là ông Việt và Dương. Anh ngồi với hai người công của anh, tôi là hai bốn người phụ việc của tôi đó. Là tên Việt với tên Dương. Vừa ăn cơm xong là thấy Sang đang vô trước. Tắt tay sau luôn lít á. Rồi tới mình dù chạy vô bắp ghế đánh tôi đánh 7-8 người vô nhà tràm vô nhà đánh tôi như vậy đó. Sáng tôi vô trong ban xã là tôi làm một cái đơn. Tôi chở hai công nhân tôi đi bệnh viện để khám thuốc cho bệnh vậy đó. Không biết lý do gì mà nó đánh người như vậy, mình cũng không biết, không có ăn quán, không ăn thù trong ba thầy trò tôi, không ăn quán, không có xảy ra chuyện gì với bên tôi nói. Là không có mâu thuẫn, không có cái gì gọi là cái cỏ nhói. Thời điểm tấn công họ có mang không khí gì không anh? Hồi đó thì mình không biết, nhưng mà sau này dòm lại camera thì mới thấy Sơn đang cầm hai con dao sau tay, sau đít đó, còn mình dù có một con mặt tao. Nguyên nhân vụ việc được cho là vào cuối tháng 2, khi gia đình ông Khanh tổ chức tân gia nên mời bạn bè đến chung vui. Lúc này người tên Minh dù không được mời nhưng vẫn nên chơi và xảy ra xô xát với những người khác. Gia đình ông già bà già tám mấy tuổi rồi, giờ hôm nay không dám ăn ngủ. Mình nghĩ một việc ăn bả cái lò, không có dám ngủ, cứ đêm là thao thức miết. Nhất là ông già cứ ra ngoài nhậu canh miết. Nên thử là tôi cũng mong với pháp luật là làm rõ vụ việc cho gia đình tôi được nhà tự do xã hội. Thế thôi là gia đình tôi được an tâm để làm ăn thôi, chứ còn tôi không suy nghĩ gì. Ông Khanh cho biết đã làm đơn trình báo đến công an xã Châu Pha và chở hai người làm công đi bệnh viện khám bệnh.